chào tất cả bạn đã lâu bạn nha. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh Nhá TV của mình. Và rất là lâu rồi mình chưa quay về cái chủ đề Q&A, đó chính là trả lời những câu hỏi của fan. Thì có rất là nhiều bạn vô nói mình là anh Nhá ơi, anh hãy quay về chủ đề đi. Và ngày nay mình sẽ làm thêm một clip đó nữa. Hình như cái này là phần 3 rồi đó. Đúng rồi, phần 3 rồi. Ngáo ơi, anh hỏi một tí, Q&A là cái gì vậy? Thì em mới nói đó, đó chính là trả lời những câu hỏi của fan. À, nghe không kỹ. Nói tiếng Anh cho ngầu. Mà bữa nay bác Bảo có soạn những cái tin nhắn mà rất là nhiều không? Trời ơi, mày nhớ cái đợt trước mày chê tao soạn ít đâu? Bữa nay tao nhọn nhiều luôn nè. Trời ơi, không những con chê đâu nè. Khán giả chê luôn nè. Mà các bạn đều nói là trời ơi, ít quá anh Ngáo ơi. Anh làm cho nhiều nhiều đi em xem mới đã. Thì ngày hôm nay mình làm về cái chủ đề đó nữa, thì mong các bạn luôn yêu thích và ủng hộ những video khi mình ra clip nha. Thì sau khi mà mình ra cái clip ăn mừng nút bạc đã về với tay mình, thì có rất là nhiều các bạn vào chúc mình và ăn mừng cùng với mình luôn. Thì ở đây mình để cái nút bạc chỗ này nha bạn, mình dán chỗ này nè. Thì mỗi khi mà mình làm việc mệt mỏi, mình nhìn lên là mình có động lực để mình làm tiếp nha các bạn. À, nhìn lên là hết mệt luôn hay không? Đúng rồi chứ gì nữa. Khỏe người, thì, khỏe khoắn người ra mà. Có rất là nhiều các ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em nhỏ vào chúc mừng mình. Mình cũng cảm ơn các bạn thêm một lần nữa rất là nhiều luôn đó nha. Thì đọc cái comment đầu tiên đó Bảo ơi, vô luôn nè. Cái comment đầu tiên này là rất là nhiều bạn hỏi luôn. Ok. Nên tao tổng hợp lại nè. Như tổng là hợp bạn đi. Phát Võ nè ha. Bạn Vàng Văn Phố nè. Rồi bạn Tường Vi TV nè, rồi bạn Vinh Nguyễn, nói chung là nhiều lắm luôn. Hỏi là anh Ngáo bộ PC đó bao nhiêu tiền vậy anh? Bộ PC này tất cả bao nhiêu tiền vậy? Rồi tổng hợp luôn á hả? Đúng rồi, tổng hợp hết luôn, cái hỏi chung luôn á. Tổng hợp bộ PC của mình và con Google luôn là 22.500.000 đồng nha các bạn. Rồi số đẹp luôn đó nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cận cảnh và từng chi tiết cho các bạn xem luôn. Đây. Okay. Thì đây là mình xài cái màn hình là Full HD nha các bạn, AOC. Hình như là cái này là 3 triệu nha các bạn. Cái màn hình này là 3 triệu, còn tiếp theo đó chính là thùng PC. Phím còn đây là bàn phím nha các bạn. Còn đây là chuột. Là tổng cộng hết ba cái món này đó chính là 8 triệu nha các bạn. Và tiếp theo cái con Google của mình là mình tổng cộng lại con Google nè. Gậy tự sướng và thẻ nhớ nè các bạn ơi, thẻ nhớ của mình là 32GB đó nha. Đó. Và còn ở đây đó chính là tai nghe này là 300k nha các bạn. Mình chơi 300k đủ rồi. Tiếp theo đó chính là gậy tự sướng, rồi gậy quay, rồi cục pin, rồi pin sạc dự phòng nữa các bạn ơi. Nói chung là 11.900.000 nha các bạn. Và có một cái hộp nữa. Ở đây mình lấy cho các bạn xem. Đây, thì ở đây có một cái hộp. Thì mình mua thêm một cái hộp này để mình tận dụng để khi mình quay những clip ở dưới nước các bạn. Đây là cái hộp giống như kiểu cái mặt nạ của nó để chống nước ở dưới nước các bạn ơi. Ê, mình tháo ra cho bạn xem. Đó, mình mở ra bên trong. Đó, là cái này quay không có dính nước vô không? Đúng rồi, Bảo ơi, mình để con Google trong đây là mình quay. Đồng là ok luôn đó nha. Đồ này trông vắt luôn á, đã mày. Trông vắt luôn mới chả để ra được chứ. Đây, nó giống hộp y chang nè các bạn ơi. Và con Google mẹ mình đang quay nè các bạn. Đúng rồi, đang quay các bạn ơi. Nên là không có review được. Chỗ này mình muốn dán đâu, mình dán là cứ ngắt luôn các bạn ơi. Dán này dữ lắm rồi nha. Đó, xong rồi. Rồi, câu hỏi nào tiếp theo đi các bạn ơi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ok luôn. Rồi, ngồi xuống đây. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tường Vi TV này. Nãy hỏi là mấy triệu vậy anh? 50 triệu trở xuống thì em mua một cái luôn. Cái gì? 50 triệu trở xuống thì em mua một cái hả? Như Ngáo đã nói là 22.500.000 là bạn dư sức luôn đó bạn ơi. 50 triệu là bạn mua được hai cái PC luôn á trời. Chứ nói gì mình. Trời ơi, có khi bạn mua được ba cái luôn á. Đó, tiếp theo luôn. Ok. Vậy là nãy là có giới thiệu cấu hình này kia luôn phải không? Đúng rồi. Cấu hình này là màn hình của mình là Full HD luôn nha các bạn. Đây. Anh Ngáo. Còn của bạn Kiều Huỳnh Thị nha. Đúng rồi. Chúc anh Ngáo ngày càng thành công trong công việc lẫn học tập ạ. À, anh cảm ơn em rất là nhiều luôn đó nha. Rồi, câu tiếp theo. Của bạn GD Toàn chúc Ngáo là chúc anh sớm đạt 500k sub rồi từ từ lên 1 triệu sub luôn nha. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Ok. Ai ở đâu cái chai nổi đi ẻ hả? Nói gì đây. Ông nổi là chuyên môn luôn á. Chuyên môn đi ẻ luôn. Một ngày không biết đi ẻ bao nhiêu lần mà tới quay là đi rất là nhiều luôn. Thế sao trời ăn phải cho ta xẻ chứ nghĩ sao vậy? Rồi tiếp theo đi Bảo ơi. Ok luôn.
À, câu hỏi này là anh cho em hỏi cái tay phone đó anh mua ở đâu vậy anh? Trời ơi, à tay phone này hả? Tay phone này là mình mua là bộ PC nè, Google. Mấy tay phone này là mình đều nhờ người thân của mình mua, người thân của mình ở trên Sài Gòn các bạn mua. Thì người thân của mình cũng bán rất là nhiều mặt hàng luôn các bạn ơi. Thì trong cái thời gian dịch này nè, là các bạn có thể mua về các bạn học online, hoặc các bạn chơi những trò chơi trên đó để xả chết trong những giờ học căng thẳng mệt mỏi nè. Thì mình có nhớ số điện thoại hay gì nè, 0918 502 768 nha. Thì nếu các bạn nào mà không nghe mình đọc rõ thì các bạn có thể coi dưới màn hình mình để dưới đây nè các bạn ơi. Okay. Ê, tao nghe nói thì phái màu hồng rồi sao mua màu vàng? Trời ơi, tao mới nói rồi mà, hết màu hồng rồi cho nên mới lựa màu vàng đó. Cái gì hèn gì tao nói mày nó phái màu hồng cho mà. Cái gì màu hồng hả? Đúng rồi, màu hồng dành cho con gái mà mày mua được cái gì? Trời ơi, đó là dành cho con gái, còn bây giờ á là con trai. Hả? Sao tao phái màu hồng? Ai biết? Tao phái màu tím kìa. Trời ơi, màu tím mộng mơ. Màu tím mộng mơ nữa. Ui là tôi sợ hai ông này rồi nha. Ừ. Tôi đánh tranh xem ra nha. Rồi anh giờ lộn tới với Bảo. Ê, Bảo đọc đi. Có bạn Tuyền Nguyễn này hỏi một câu là mua về chơi phai phai chứ gì. Trời ơi, mình đã nói với các bạn rồi. Mình á là mình mua về để chủ yếu là mình làm những clip cho các bạn xem. Mà có nhiều ông vô comment. Trời ơi, mua cái bà bộ PC này là nhìn không có chơi game được rồi. Tại vì bộ PC của người ta là có đèn gì nè, ở dưới bàn phím rồi cái phụ PC là người ta có đèn chiếu 7 màu nữa nè. Còn anh ngáo là không có. Trời ơi, mình đã nói với các bạn rồi là mình mua chủ yếu là về cắt clip chứ không phải là chơi game. Thì có nhiều ông đưa ID cho mình á. Anh ngáo ơi, chết cái bạn để solo với em đi, em nhiều thể tao phòng dữ lắm luôn nè. Trời ơi, mình không chơi game. Mà mình chơi là mình chơi dở ẹt hả các bạn ơi. Có không mày, sao mà tao thấy tao hỏi mày chơi có chơi phai phai nữa nè. Không có đâu. Có không à? Không có, em chơi giải trí thôi. Rồi ok, nói xịu à. Câu tiếp theo ha. Đúng rồi. Câu tiếp theo này là của bạn Giàu Phan. Giàu Phan anh ơi, anh chỉ em cách làm YouTube đi. Trời ơi, cách làm YouTube á hả? Giờ mình mà còn đang thu thập những kinh nghiệm. Đúng để rồi. Làm nữa các bạn ơi. Còn đang đi học người ta nữa đó các bạn. Trời ơi, mình bây giờ ít xịu à. Chứ đâu phải nhiều đâu. Ồ, cấu hình máy hả? Ừ, ok. Ủa, bạn gì vậy ta? Bạn gì? Cấu hình máy này là bạn 7A2 Huỳnh Huy Phúc. À, Huỳnh Huy Phúc. Có bạn BND Game cũng hỏi nè, cấu hình máy với bao nhiêu triệu vậy bạn? Cấu thì, hình máy của mình, mình cũng đã trả lời với bao nhiêu tiền, mình cũng đã trả lời các bạn ơi. Là màn hình của mình là Full HD nha các bạn. Đó, cậu tiếp theo đây. Có bạn Khải Danh ha. Khải Danh hả? Đúng rồi. Anh mua ở đâu vậy? Anh mua ở đâu vậy? Đúng rồi. Mình cũng nói các bạn ơi, mình mua ở số điện thoại này nè. Mình đã hai lần nữa các bạn ơi. Rồi, tiếp theo. Đâu ta? Quá trời nhiều luôn rồi. Đây, ngon quá, chúc anh của bạn Nguyễn Anh Khoa 7A2, ngon quá. Chúc anh sớm đạt 400k sub. Khi đó em ship tặng nhà anh con tôm Alaska luôn, Việt Nam nói là làm. Ơi, mình 400k là mình là anh gửi cái địa chỉ nhà của anh tới nhà em nha. Em nhớ ship tới nhà anh nha trời. Rồi tiếp theo. Của bạn Phúc Long ha. Phúc Long. Chúc anh Ngáo và anh Dưỡng càng ngày càng làm clip hay. Chê. Anh mới vô được mấy cái máy clip mà bạn gì đây? Bạn này là bạn Phúc Long. Phúc Long. Nhưng mà chúc này mà em thấy buồn quá. Trời ơi, mấy Bảo cũng nhiều chứ bảo. Tự nhiên chúc có anh Dưỡng Ngáo mà không có chúc em luôn. Ơi. Mày thôi anh cũng kệ. Chỉ có anh Ngáo được rồi. Anh cũng cảm ơn Phúc Long để chúc hai anh em tụi anh nha. Rồi. Đẻ tiếp đi mày. Rồi. Tiếp đi. Thấy gì chưa? Cái gì vậy cha? Hết rồi. Bây giờ mình đón khoảng là như cỡ mười mấy cái comment hả? Ừ. Tại mấy câu đầu tiên, mấy câu tổng hợp á mày. Nó trời nhiều lắm. Trời ơi, ông mấy câu ơi. Đó là mấy câu các bạn hỏi nhiều nhất á. Kêu ông sổ nhiều chứ không chịu, sổ ít xíu mà. Thì nếu các bạn nào thích video này của mấy anh em mình á, thì cho mấy anh em mình xin một đăng ký, like chung, ủng hộ kênh Ngáp TV của mình nha. Dạ, còn bây giờ thì bye bye. Bye bye nha, gặp lại các bạn những video sau nha.